Một chiếc đồng hồ mát đẹp thật các bác ạ. Chiếc đồng hồ mát như thế này mà treo trong không gian phòng khách thì rất là bề thế, và đặc biệt là cái tiếng chuông, cái bản Westminster tạo nên rất là hay. Bác nào mà chưa có chiếc đồng hồ nào treo trong phòng khách thì chọn chiếc này cho em nhé. Thùng vân nu các bác nhé, được ghép từ những phần vân nu khác màu nhau. Đây là phần vân nu sáng nhất này, đây là vân nu sẫm màu này. Chi tiết đó là chi tiết trùng quả rất là đẹp nhá. Kích thước rất là dài, đối xứng hai bên cánh thùng. Trung tâm thì vẫn là một cái bộ mặt số bát giác nằm đây các bác này, nền vàng số đen. Bên dưới có một cái phần kính nó còn nguyên trắng gương đây các bác nhá. Đặc trưng của thương hiệu Jura này. Đấy. Thùng nếu là tổng quan về cái nét đẹp của thùng thì anh nhận xét đây là chiếc Jura có cái thiết kế thùng đẹp trên 95% các bác ạ. Các bác nhìn từ xa này. Gần như là ít cái vết xước xác mà nộ điệu quá đúng ạ. Bây giờ sẽ đi vào bên trong. Đây bên trong có một chiếc Jura nguyên bản đây các bác nhá. Đấy. Mặt số rất là đẹp nhá. Đánh giá cái bộ mặt số rất là cao, vì đôi khi những bác mới chơi các bác sẽ cần theo dõi thời gian. Và đặc biệt là các bác hay nhìn cái phần mặt số thì cái bộ số nó phải rõ nét này. Phần quả nắp bên dưới đây. Đấy đang hoạt động đây các bác này. Bộ gông thép nhá. Thì các bác sẽ thấy là bộ gông thép xanh đen đây rồi. Đây là hai cần để khóa chuông và khóa nhạc các bác ạ. Bên trên thì thanh bắt chống máy vẫn còn nguyên đây các bác nhé. Và một bộ máy vách đồng đây. Nồi cót đồng này, vách đồng này, trục trắng này. Bên trên cũng thế các bác này. Đấy. Và đây là cái bộ máy rất là đẹp nha. Các bác nhìn chi tiết thép nó còn trắng sáng đây này. Gông thép này, 8 đầu búa. Sẽ chơi với 8 thanh gông thép. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ này nhé. Điểm 10 tiếng chuông các bác ạ. Và các bác sẽ thấy là tiếng chuông rất là trong và ngân đúng không ạ. Tất cả mọi chi tiết bên trong nó còn đều rất là đẹp nhá. Chưa có cái vết lạng nứt gì đâu. Rồi tổng thể một lần nữa nhá. Một chiếc Jura thùng bè trùng quả rất là đẹp. Chiếc này xin phép được giao lưu với các bác với cái mức giá rất là tốt là 19 triệu các bác ạ. Bác nào chốt chiếc đồng hồ này thì các bác hãy liên hệ qua số điện thoại giúp em